Sách sáng thế ký chương 20 Abraham và Abimelech Từ đó Abraham tiến xuống phía Nam đến vùng Nê Ghép và cư ngụ ở giữa Kade và Sura. Ông ở tại Gera một thời gian. Ông nói với người ta về Sarah vợ ông, nàng là em gái tôi nên Abimelech vua xứ Gera cho người đến đón Sara nhưng đêm ấy tức Chúa trời đến báo mộng cho Abimelech người phải chết vì người đàn bà người lấy đã có chồng vì Abimelech chưa đến gần nàng nên ông nói không lẽ Chúa tiêu diệt một nước vô tội Abraham đã nói nàng là em gái tôi nàng cũng xác nhận abraham là anh tôi con làm điều này với lòng ngay thẳng và với bàn tay thanh sạch trong giấc mộng đức chúa trời đáp phải ta biết ngươi làm với lòng ngay thẳng nên ta ngăn ngươi phạm tội với ta và không cho ngươi động đến nàng bây giờ hãy trả vợ người lại người là một tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. nếu ngươi không trả nàng lại thì chắc chắn ngươi và mọi kẻ thuộc về ngươi sẽ chết. Abimelech dậy sớm, triệu tập tất cả quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc. ai nấy đều khiếp sợ. Abimelech mời Abraham đến và nói, ngươi, làm gì cho chúng ta vậy? Ta đã làm gì xấu đối với ngươi đến nỗi ngươi làm cho ta và nước ta mắc tội lớn như vậy? Abimelech nói với Abraham, ngươi đã làm cho ta điều ngươi không nên làm. Lý do là khiến ngươi làm như thế. Abraham đáp, tôi tưởng nơi này chắc không có người kính sợ Chúa. E vì cớ bỏ tôi mà có người sẽ giết tôi đi thật ra nàng cũng là em gái tôi một cha khác mẹ nhưng tôi cưới nàng làm vợ khi chúa làm tôi đi lưu lạc xa nhà cha tôi tôi bảo nàng đây là cách nàng bày tỏ tình yêu đối với ta là đi đến đâu nàng cũng hay nói ta là anh của nàng abimelech à, đem tặng cho abraham nhiều chiên bò tôi trai tớ gái và trao trả sara lại cho ông vua bảo đất ta ở trước mặt ngươi nơi nào ngươi thích thì cứ định cứ ở đó rồi vua quay lại sara đây ta trả cho anh ngươi một ngàn nên bạc để bồi thường danh dự ngươi trước mặt mọi người ở với ngươi danh dự ngươi được hoàn toàn phục hồi trước mặt mọi người abraham cầu nguyện với đức chúa trời ngài chữa lành cho abimelech vợ vua và các đầy tớ gái để họ có thể sinh sản được vì chúa đã đóng dạ con của toàn nhà abimelech khi vua bắt sarah vợ của abraham